Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video hôm nay tôi không có hướng dẫn các bạn học cái gì hết, mà tôi chia sẻ các bạn có cái một vài thứ như thế này nè bạn. Thì tôi nói cái vấn đề này nó hơi nhạy cảm tí ha, nói chung là nó hơi đụng chạm tới nhiều bên ha. Những bên nào mà đụng chạm tới lợi ích của mình đó, thì người ta sẽ hơi khó chịu. Cái này là cái quan điểm mà cá nhân của tôi thôi ha, tôi nhìn dưới góc độ cá nhân tôi thôi, tôi thấy như thế nào tôi nói vậy thôi, chứ tôi không có lên án hay là phê phán một bất cứ ai hay bạn, bất cứ bên vị nào. Rồi, đó là tôi nói trước ha. Dưới góc nhìn của tôi là như thế này nè, thì tôi muốn chia sẻ về cái vấn đề mà các khóa học trực tuyến bây giờ bạn. Giờ đa số là trên mạng nhiều khóa học trực tuyến lắm, nhiều khóa học lắm. Rồi thì tôi sẽ phân tích thử cho bạn xem thử nha, dưới góc nhìn của tôi thôi, thì nó sẽ có những cái lợi cái hại rồi đối với người học chúng ta. Rồi cái mọi việc bắt đầu bằng cái là người sáng tạo là người, những cái người thầy, những người hướng dẫn chúng ta tạo ra những cái video hướng dẫn trực tuyến á. Thì đây tôi sẽ sử dụng cái dễ sơ đồ tư duy bởi phần mềm miễn phí thôi, free thôi, Pro My Master, để giải thích cho các bạn hiểu. Rồi thứ nhất là cái người mà khởi nguồn của hết mọi chuyện là cái người sáng tạo, người thầy hướng dẫn video chúng ta, thì tôi sẽ ghi tên là cái người người sáng tạo đi ha. Ok, rồi như thế này đó, cái người sáng tạo sẽ sáng tạo ra cái nội dung cho chúng ta, chỉ đơn giản như thôi. Rồi cái người sáng tạo này, nếu mà thông thường thì chúng ta sẽ thông qua một bên trung gian, bên thứ ba. Còn những cái người sáng tạo nào mà có thể tự lập một cái trang web, hay là có thể là tự tự, nói chung là tự lập một cái trang web để bán những cái video hướng dẫn của mình á, thì không nói. Còn đa số mà những người sáng tạo khác thì người ta chọn cái việc nhẹ nhàng đơn giản hơn, là chúng ta sẽ thông qua một cái trang, một cái bên thứ ba để chia sẻ những cái video đó. Chia sẻ những cái video đó các bạn, thì cái bên thứ ba đó là, giả sử như tôi đặt tên cái bên thứ ba đó là những cái gì ta, rồi những cái trang mà khóa học online đi ha, tôi đặt tên cho bạn dễ nhớ ha, những khóa học trực, những khóa học trực tuyến gì đó ha, những cái trang đặt là trang web mới được chứ nó khóa học thì nghe không đúng, những cái trang web học online. Ok ha, nói gì các bạn dễ hiểu hơn. Rồi những trang web học online thì tôi lấy ví dụ đi ha, tôi lấy ví dụ số trang hiện tại ở Việt Nam cũng nhiều lắm mà tôi không nhớ tên chính xác, nhiều khi tôi đánh chữ sai các bạn thông cảm ha, EduMail gì đó, rồi Fedu hay gì đó, nhiều lắm tôi không nhớ chính xác, tôi đánh tên sai các bạn thông cảm ha, rồi Unica gì tôi lâm mất. Rồi tôi lấy ví dụ một vài cái thôi các bạn, thì đại khái cho bạn hiểu là nói chung có nhiều cái trang Unica, rồi Kina, rồi nhiều lắm. Rồi đại khái cho bạn biết là những cái trang này là cái người sáng tạo sẽ thông qua cái trang này để up lên những cái video hướng dẫn. Rồi sau đó những cái trang này ngược lại bán cho những cái người học, cho chúng ta, chúng ta là những người học ha. Thì đây những người học chúng ta, thì tôi sẽ ghi là người học đi ha, ghi cho các bạn dễ hiểu, như tôi cũng là người học thôi chứ không có gì. Rồi rồi sao nữa, rồi đó là cái bước đi như thế này, người sáng tạo bán lại cho trang web, trang web thì sẽ bán lại cho người học. Rồi đó là cái nơi bán, còn cái nguồn thu thì sao, người học thì sẽ, rồi người học thì sẽ trả tiền lại cho trang web, thấy chưa. Đây tôi để cái đường này, cái từ công cho biết, người học sẽ trả tiền lại cho trang web này, giả sử như là trả cho cái trang web này là 10 đồng. Tôi lấy ví dụ ha, gì cho dễ hiểu ha, người học sẽ trả cho trang web thì 10 đồng, thì trang web này á thì ngược lại cũng tiếp tục trả, lấy cái số tiền đó sẽ chia lại cho người sáng tạo, thì không có trả lại 10 đồng đâu bạn. Nếu trả 10 đồng thì cái trang web lấy gì để duy trì cái kinh phí, duy trì cái trang web này, để trả cho ai, để trả cho cái việc tên miền hot, rồi cái người quản lý, rồi người quản lý trang web nữa đó, thì những thứ đó thì phải cần phải có tiền mới duy trì được. Thì giả sử như là cái trang web này giữ lại chữ lệ 3, chia cho người sáng tạo là 7, ví dụ các bạn, như là tỷ lệ nhiều đó, nhiều khi nó tỷ lệ 5 năm đó, 50-50% á, là 5 năm á.
Còn này trường hợp là tỷ lệ 37, nghĩa là trang web giữ 3 và đưa cho người sáng tạo 7 ha. Tôi đang nói cái trường hợp là cao á, trường hợp này là cao rồi. Rồi, thì trong trường hợp này thì bạn sẽ thấy là rất là dễ. Tất cả đôi bên đều có lợi ha. Người sáng tạo thì có được 7 đồng, trang web thì có được 3 đồng, còn người học á, thì phải tốn 10 đồng. Nhưng bù lại là người học có được kiến thức vận dụng vô trong cái việc kinh doanh hay là học tập chúng ta, thì giúp cho cái người học có thể là tăng lương lên, kiếm thêm thu nhập ha. Nói chung là tất cả đều rất là tốt ha. Đi theo cái chỉ đơn giản như thế này thì quá dễ rồi, không có gì để nói. Rồi, chúng ta sẽ còn một cái trường hợp nữa là gì? Trường hợp mà cũng là có một cái nhóm người học khác nữa. Thì sẽ trong ở đây. Ok ha. Rồi. Cái người học này là tôi, nhóm người học này tôi sẽ đặt tên là người học số 1 đi. Rồi, ok, người học số 1 nha. Rồi, cái người học số 1 này tôi sẽ dán cho một cái màu cam như thế này đi. Rồi, cái người học thứ hai là có một cam như thế này. Thì cái nhóm người học này cũng như cái người học ở trên thôi, là cũng sẽ phải trả 10 đồng cho cái trang này. Rồi. Nếu cũng đơn giản vậy không có gì để nói. Sau cái người học, cái nhóm người học số 1 này nè sẽ làm gì đó? Sẽ tải ha. Cơ bản là những cái trang này nó sẽ có cái chức năng là không cho xem online trực tiếp từ trên trang web, là không cho tải về, không tải tải về, để tránh cái việc mà cái người học này bán lại những cái trang, những cái bài học này cho những cái người khác nữa. Nhưng mà chỉ là cấm những cái người mà không rành thôi, những người không không có những cái thủ thuật để hãy tải thôi. Còn những người mà có thủ thuật tải về đó, thì người ta sẽ có cách để tải được những cái video đó về. Thì đồng ý là cái điều đó là không nên, nhưng mà cái những người học số 1 này sẽ có cách đó làm được ha bạn, sẽ có cách làm được. Rồi những cái người học số 1 này á, thì sẽ người học số 1 này nè, sẽ tôi cho thêm cái này thêm một cái đi, tôi lo cái này ra ngoài. Rồi cái người học số 1 này sẽ rồi cái người học số 1 này á, là sẽ bán lại ha, bán lại cho những cái người học số 2. Tại vì cái người học số 2 này nè không có mua trực tiếp từ cái những cái trang web online học, mà sẽ mua lại từ cái người học số 1, chỉ đơn giản như thôi. Người học số 2 này sẽ mua trực tiếp lại từ cái người học số 1. Rồi. Ok các bạn. Và mua lại như mua lại những cái đó từ người học số 1. Với cái giá là bao nhiêu? Giả sử như khi mà cái này bán cho cái người học này là giá là 10 đồng ha, giá 10 đồng. Nhưng mà cái người học số 1 nè bán cho cái người học số 2 với giá là chỉ có bạn đoán thử bao nhiêu? Chỉ có nói sao cho nó hợp lý ta? Với cái giá có thể giảm hơn gấp 100 lần. Nghĩa là 1 chia 100 đó. Hay là có thể đánh là 0,001. Nghe thì nó hơi thật vô lý các bạn. Tại sao mà bán như vậy rồi lại có nghĩa là anh kia bán 10 đồng, còn này bán là nếu như mà tôi tính là 0,1. 0,1 thì là 1 chia 10, đúng không? Đó. 0,1 thôi. Đó, xin lỗi tôi đánh lộn, với là 0,1 bạn. 0,1. 0,1. Ok, với giá là 0,1 đồng. Nghĩa là nó thấp hơn cái giá này là gấp 100 lần các bạn. Các bạn, tôi nói số nguyên này cho nó dễ. Giả sử như bán ban đầu bán giá 100 đồng đi. Rồi, cái bạn trả lại người này giá 70 đồng. Thì cái người học này bán với giá là khoa học nó chỉ giá đúng 1 đồng thôi. 1 đồng là tôi nói hơi còn nhiều á. Chứ nhiều khi bán giá còn thấp hơn nữa. Rồi, tại sao bán vậy? Lấy gì lời? Đó chính là cái người học số 1 đây nè bạn. Có thể tận dụng cái group giá 1 đồng ha, tận dụng những cái cách để huy động những cái khóa học của những người khác mua bằng những cái trang chia sẻ mạng xã hội ha. Ví dụ như bạn có thể biết là những cái trang như là Facebook hay là những cái trang chia sẻ online online mà lưu trữ trực tuyến á, hiện tại bây giờ là nhanh nhất là tôi có thể nói là Drive, Google Drive á, hoặc là có thể là Mega Mega Upload á, hay là F-Share hay là For-Share gì đó. Rồi ok ha. Rồi thì cái người học số 1 nè sẽ nói chung bằng nhiều cách, có thể là
tạo những cái nhóm và dẫn dẫn vận động những cái thành viên trong nhóm á, sẽ đưa những cái khóa học mà đã mua rồi cho cái người trưởng nhóm này nè, để sau đó người trưởng nhóm sẽ bán lại cho người học số 2, hoặc là người học số 1 này cũng có thể là tự bỏ tiền túi ra để mua lại những cái khóa học từ trên những cái trang online này, sau đó sử dụng cái khóa học để chia sẻ hết cho những bán lại cho những người học số 2. Rồi là tại sao có giá 1 đồng? Tại vì khi mà cái trang web này nè, trang web online nè, nó bán cho những cái người học này á với cái giá 100 đồng á, là cái giá cho những người học, đó là người học cá nhân, có nghĩa là khi người ta học là chỉ là kết thúc cái việc học thôi, không có được chia sẻ lại cho người khác, với cái giá đó mới có giá 100 đồng. Chứ nếu mà ở bên nước ngoài á, những cái trường hợp này nè, bán cho cái người này chỉ cái một cá nhân này học là 100 đồng thôi, giống như mà nước ngoài nó bán những cái phần mềm bản quyền vậy bạn, nếu bán cho chỉ một cá nhân thôi cái giá 100 đồng, nhưng mà bán cho một cái đối tượng mà cũng một chỉ một người học thôi, nhưng mà đối tượng là doanh nghiệp á, thì cái người này có thể chia sẻ cho những người khác nữa, thì cái giá có không thể là 100 đồng, có thể lên tới là 1 triệu. Đó là cái sự khác biệt giữa cái người học chỉ dùng cho việc học và cái người học mà sau khi dùng cái việc học phân phối lại cho người khác nữa, thì cái giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều, nó không chỉ 100 mà nó chỉ, nhiều khi nó lên chỉ là cả triệu bạn đó. Nhưng mà cái người học số 1 này đã lạm dụng cái việc này ha, lạm dụng cái việc là vẫn với tư cách là cái người học bình thường mua giá 100 đồng thôi, nhưng mà sau đó lại chia sẻ cho những người học khác. Nó như là cái đồng vốn cái người học một là mua chỉ có giá gốc ban đầu mua 100, nhưng mà bán lại cho những cái người học số 2 là giá 1 đồng, thì bạn sẽ nói gì là lỗ đúng không? Không có chuyện lỗ đâu, tại vì cái người học số 2 nè, thì không chỉ người học số 2 này, cái số lượng rất là lớn các bạn, số lượng cực kỳ lớn luôn. Đây là tôi lấy ví dụ là có 3 người học số 2 thôi, nhưng mà cái người học số 2 này nè, do tính năng là hiện tại giờ là chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội rất là nhiều quá, nên cái số lượng người học có thể tăng gấp gấp cả 100 hay cả 1.000 lần so với cái trường hợp mà học trên trang web học online này. Rồi tôi lấy ví dụ nha, lấy ví dụ đây, ở đây nó chỉ bán cho đây là chỉ một người học duy nhất là giá 100 đồng, người học số 1 này bán lại những người học số 2 giá chỉ 1 đồng thôi, nhưng mà do cái số lượng thành viên này, số lượng thành viên mà người học số 2 nè, số lượng tới cả 1.000, nhiều khi cả triệu người, thì cái người học số 1 này thu được bao nhiêu? Tôi giả sử như số lượng là 1 triệu ha, thì cái người học số 1 này sẽ thu được là đúng 1 triệu, với điều kiện là chỉ bán khóa học chỉ 1 đồng thôi các bạn, chỉ 1 đồng mà 1 triệu người là được 1 triệu đồng đó, trong khi cái khóa học này chỉ bán trường học này chỉ được 100 đồng thôi. Rồi bạn thấy chưa, sau khi tôi nói xong thì bạn sẽ thấy được trong cái sơ đồ này á, ai là người có lợi nhất và ai là người có hại nhất, chịu thiệt hại nhất. Thì cái người có lợi nhất thứ nhất đó chính là cái người học số 1 này, vừa có thể học miễn phí, vừa có thể kiếm tiền rất là nhiều lần, kiếm tiền rất là nhiều lần mà không cần làm gì hết, việc mình chỉ rất là nhẹ nhàng, chỉ là bỏ tiền ra mua này, sau đó upload lên những cái trang hoặc những cái công cụ này, sau đó chia sẻ lại cho những người học số 2 và thu số tiền lên rất là lớn. Thế mà mặc dù cái số tiền mà bỏ ra bán cho người khác chỉ có 1 đồng thôi, nhưng mà do cái số lượng là tính chất là số đông nên thu lại số tiền rất là nhiều. Tóm lại là cái người có lợi nhất trong cái sơ đồ nhóm này là cái người học số 1 các bạn, dựa trên cái công sức của người khác làm để bán lại với giá rất là rẻ, và mình không tốn bất kỳ cái gì hết và thu lại được nhờ vào quy luật số đông. Nếu bạn nào làm kinh tế thì sẽ biết vấn đề này. Rồi thì trong cái sơ đồ này sẽ ai là người chịu thiệt nhất? Trong sơ đồ này người chịu thiệt nhất chính là người sáng tạo. Tại sao vậy? Tại vì nếu như mà nó chỉ có từ đây qua đây thôi, nó chỉ là 1, 2 và đây là 3 thôi, thì cái người sáng tạo là cái không bị ảnh hưởng gì hết, vì bởi vì chúng ta mới có đạo luật bản quyền. Nhưng mà vấn đề ở đây là trường hợp cái này á, người sáng tạo đã bị mất đi một phần doanh thu, do cái phần doanh thu đó chính là cái người học số 1 này là lấy đi của mình. Các bạn, toàn bộ mà cái quyền lợi mà cái người học số 1 này có được là lấy đi từ tỷ lệ 7 của người sáng tạo và 3 của trang web này, tỷ lệ 7-3. Giả sử như người học này thu lại, giả sử như chi phí bỏ ra chỉ là 100 đồng thôi, nhưng mà thu lại được cả triệu. Như tôi phân tích các bạn nãy giờ là chỉ bỏ ra đúng 100 đồng ban đầu để mua thôi, nhưng mà cái doanh thu thu được là bán cho 1 triệu người thứ hai, người học thứ hai, nghĩa là chi phí bỏ ra là 100 nhưng mà doanh thu là 1 triệu, thì tóm lại là cái phần lời, giả sử như tôi bỏ qua những cái phần khác thuế má rồi ha,
là 1 triệu trừ 100 thì sẽ người học số 2 sẽ lời được đúng 900. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn xem. Sẽ như người học số 1 thì sẽ lời được đúng 900 đồng. Đó, 900 đồng từ đâu có? Đúng ra 900 đồng này phải chia ra 10 phần, trong đó người sáng tạo lấy 7 phần và cái trang web học này phải lấy 3 phần. Đó, đó chính là cái trang người học số 1 này đã lấy đi 900 đồng của hai người này gặp lại. Người này 7 tỷ lệ 7, người tỷ lệ 3. Rồi thấy chưa? Tóm lại là người học số 1 là người có lợi nhất trong cái sơ đồ này và cái người sáng tạo là cái người chịu thiệt hại nhiều nhất là 7 và chịu thiệt hại tiếp theo là trang web là 3. Còn một cái người có lợi thứ hai nữa, người có lợi thứ nhất trong cái sơ đồ này là người học số 1 là tôi nói rồi. Còn cái người có lợi thứ hai trong cái sơ đồ này chính là những người học số 2 này. Tại vì những nhóm người học số 2 này chỉ bỏ đúng 1 đồng thôi. Chỉ bỏ đúng 1 đồng để có thể là sở hữu được cái phần mà bài học này. Trong khi những người học bình thường á phải bỏ đúng 100 đồng, gấp 100 lần mới có được cái bài học này. Thấy chưa? Rồi, bạn chiêm nghiệm lại coi tao nói đúng không ha. Đây là cái sơ đồ của ta. Rồi tao đơn giản thôi ha, đơn giản thôi. Rồi tôi sẽ rồi cho bạn phóng to cho bạn dễ nhìn tí, rồi chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Video này là cơ bản là tôi muốn cho các bạn biết là các bạn đang ở cái vị trí nào trong cái sơ đồ này và cái mối tương quan giữa các đối tượng với nhau, cái lợi ích nhóm, cái lợi ích hay là cái thiệt hại của từng cái đối tượng trong đây. Chứ tôi không có nói riêng về một bên nào hay là một cá nhân hay là một tổ chức nào các bạn. Cái gì cũng vậy, tôi đứng nhìn trên góc quan điểm là một cá nhân nhận xét như thế, có thể là đúng hoặc có thể là sai đối với bạn hoặc là áp dụng với người khác, nhưng mà đó là cái góc nhìn cá nhân của tôi các bạn. Tôi không phán xét ai đúng ai sai hết, nhưng mà tôi chỉ phân tích vậy thôi. Rồi tôi kết thúc video này tại đây ha. Tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web đọc Phan Kim Tú .com. Hẹn gặp lại các bạn.